Đây anh em này, mình đang ở tại quán cô Thu Hương anh em à. Nghe mọi người nói là ở đây là quán cô là làm chi mía là ngon nhất đây anh em ạ. Ở đây cô bán cả cơm ăn trưa luôn nha anh em. Ăn trưa với làm chi mía mình đặt làm riêng, ăn riêng. Cơm của mình lên đâu đây? Đây là một phần cơm của mình đây. Bắt một chén canh nấm nữa. Cơm gà, mực, tôm, sườn nướng, chén mắm chấm, đoàn thêm, bơ rau, ôi, đầy đủ nha anh em. Một phần cơm của mình đây. Còn mấy chị đang làm chim mía ở dưới anh em ạ. Đây anh em ơi, đây là chim mía của mình lên rồi nè. Đây, nhỏ, nhỏ giống như chim sẻ sẻ đó nè. Này giờ chiên roti lên rồi đây. Vừa mới chiên lên luôn, thơm phức luôn. Để anh thử phát coi như thế nào. Đây, mình đặt 5 con, vừa mới làm xong. Ăn chấm với muối rồi đây, với tráng miệng là thơm. Chim mía rồi nè. Chim mía, roti, như sạch sẽ. Chấm với nước muối. Thịt ngọt. Mới chiên ra ăn còn nấm. Cái này để hơi nguội một tí ăn nó giòn, ngon. Nấm hổi luôn. Anh em lên tới đây ăn lên thử một lần nha anh em. Ướp tẩm gia vị thấy sa tế rồi nè. Gia vị và gia vị có sẵn trong đây rồi. Đấy, đây là sa tế. Ok, xong xuôi rồi anh em ạ. 5 chim mía, một dĩa cơm với một lon nước ngọt và một chai nước này mình mang theo đi dọc đường mình uống. 125 ngàn, giá cả ok đó anh em ạ. Anh em tới đây ghé vô nha, để lát nữa mình đưa ra cái địa chỉ ở chỗ quán Thu Hương này cho anh em xem nha. Vừa mới ăn xong anh em ạ, ngon lắm. Khi nào anh em có dịp đi ngang qua đây ghé ăn. Mình vừa mới thử xong, tuyệt vời luôn. Đây anh em nè, đây là quán của cô Thu Hương anh em nè. Hiện tại chưa có số nhưng mà anh em ghé, anh em đi theo đường Phan Đình Phùng á, đường Phan Đình Phùng nó dài. Thì quán cô Thu Hương. Đây, ăn cơm với chim mía ngon lắm anh em ạ. Vô hô anh em ơi, hồi nãy ở dưới chỗ mình ăn uống kìa, mình đang định về nhưng mà sực nhớ là cách đây vài km là có đàn tế trời anh em ạ, người là đài Kính Thiên. Nên mình cũng chạy qua đây một tí xem như tham quan anh em ạ. Tây Sơn triều đại vạn thế vinh quang. Đàn tế trời tọa lạc trên vùng đất trống trên cao kia anh em ạ. Lối vào một hành lang dẫn vào đàn tế trời. Anh em ơi, hồi nãy mình vừa mới vô hỏi chú quản lý ở đây anh em nè. Vì mình đi một mình ấy, mình chạy xe máy với mình đi một mình. Cho nên chú cho mình chạy xe vô trong này để mình để. Tại vì đồ đạc mình để ngoài xe luôn ấy, để ngoài xa này. Vô anh em ơi, hiện tại bên cạnh mình đây là anh Cường. Nhà anh Cường dẫn mình đi tham quan với cái chuyện cho mình nghe về các giai đoạn lịch sử ở đây như thế nào. Với một phần mình cũng muốn dạo quanh đây là tại vì trước đây ba mình cũng đi được đào tạo trinh sát ở Tây Sơn luôn anh em ạ. Đi tham quan Tây Sơn luôn một vòng. Rồi tranh thủ chạy về Quảng Nam. Đây là một đường hành lễ à? Đây là gọi là đường hành lễ, nó có 183 bậc. 183 bậc. Dạ, độ cao là từ cái con đố phía trước mình có con chính là cả 39 mét. 39 mét tính từ đường cổng. Vì con đố phía trước xong. À vâng. Đó con chính này là 39 mét. Vâng, 39 mét. Đường tôi vô hồi đó con trùng mất lúc 39 tuổi. Đây anh em, đầu tiên vô tham quan Đại Nẵng trước. Khu thờ các vị tướng nhà Tây Sơn, bốn võ tướng và sáu văn. Vâng. Trước này có hai ngựa, hai bên và hai voi. Vâng, hai ngựa và hai voi. Đây anh ạ, đây là Đại Nẵng. Gồm có hai gian, phía trước và phía sau này đây. Anh đang dẫn mình ra gian đằng sau. Gian phía trước này gọi là gian tiền tớ. Tiền tớ. Tiền tớ. Tiền tớ. Ừ.
dân dưới này gọi là Phương Đình, nó có đẹp cái ống. À, Phương Đình. Dưới cái... mặt ống là ghi bốn chữ Sơn Hà, xã Tách. À, vâng. Dạ, phía sau là gọi là Hậu Cung, nhà thờ ba niên nhà Tây Sơn. À, Sơn Hà, xã Tách, Ngọc Hồng ban tặng cho Nguyễn Nhạc, tại đền Ấn Sơn. Ấn Sơn Hà, xã Tách này nó cũng gắn liền với một câu chuyện đúng không anh? Tại đỉnh núi này là Ngọc Hồng đã ban cho những người ảnh cả nghiền nhạc ấn kiếm tại đỉnh núi này. À. Tại đỉnh núi này là Ngọc Hoàng băng băng tặng ấn kiếm cho Nguyễn Nhạc. Đây anh em ạ. Phía bên trong gian đây anh em ạ. Đây là đền thờ. Anh vô mình xin hương của anh dân hương đây. Vì ngày nay mình đi trong ngày trong tuần anh em nè, không có sự kiện lễ gì hết. Nếu mình đi thì đi trong ngày lễ Tết á. Thì đây chắc cũng diễn ra các hoạt động rồi đúng không anh? Lễ hội. Chiều mùng 4 Tết thì làm lễ cúng trời đất, báo trời đất tại đỉnh núi này. À vâng, chiều mùng 4 Tết là diễn ra các lễ cúng trời đất. Mình cũng vừa dâng hương ở đây xong anh em ạ. Giờ xin anh vào trong. Đây là đền thờ ba anh em nhà Tây Sơn. Đây là gian thờ. Gian chính giữa là vua án thờ vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Bên trái là án thờ Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc. Và gian bên phải là án thờ Đông Định Vương Nguyễn Lữ. Cái này là ngày nào mình cũng thắp hương hay là ngày rằm thôi? Chiều là thắp hương. Đây anh em, lối dẫn lên nè. Đài Kinh Thiên đây. Thế như anh Cường nói thì hồi xưa, tên gọi xưa là Đàn Tế Trời. Đàn Tế Trời Đất. Giờ đổi thành tên gọi là Đài Kinh Thiên. Tháp Thông Linh, cao 7 tầng. Đây là Tháp Thông Linh, 7 tầng à. Tôi dẫn vào đây anh em ạ. Bảo Sơn Thiên Ấn. 183 bậc. Vị trí quá đẹp luôn. Đi vào bên trong Đàn Tế Trời Đất. Yeah. Anh Cường lấy hương cho mình rồi. Cái này rộng cả mấy hectare không anh? 28 hectare. 28,3. Rộng ghê thiệt. Bước đến nơi cảm nhận được không khí khác hẳn ở đây mọi anh em thấy vị trí Đàn Tế Trời quá đẹp đúng không, vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt. Khu vực dân hương ở Đàn Tế Trời đây nè. Bên dưới là kinh thiên, à bên dưới là kinh địa, đây là kinh thiên. Dạ hộ anh em ơi, mình cũng đi tham quan quanh đây rồi anh em ạ. Thế bây giờ là mình tranh thủ chạy về luôn Đà Nẵng anh em ạ. Giờ cũng hơn 1 giờ rồi, chạy giờ đó tầm 5 tiếng. Tối còn tầm 6-7 giờ là mình tới Đà Nẵng, hy vọng như thế. Ô anh em ơi, trời cũng đổ mưa nổi gió rồi anh em ơi, chắc mình cũng tranh thủ mình chạy đi luôn nữa. Giờ 2 giờ chiều rồi, giờ anh thủ mình chạy về Đà Nẵng đó anh em ạ. Tầm 6 tiếng đồng hồ. Thôi chạy luôn cho mưa anh em ạ. Đây là đang ở thị xã Hòa Nhơn, Bình Định đây anh em. Thôi chạy tới đây rồi trời rất là mưa. Anh em ơi, vừa mới qua địa phận Bình Định em ạ. Giờ vừa mới tới Sa Huỳnh luôn nè. Ngồi kia kìa. Ngồi kia sóng vỗ kìa không, gần biển à.
Ghê thật, sóng bổ âm âm ngoài kia. Ướt nhạt hết trơn anh em ạ. Ướt nhạt luôn. Ướt như chuột lọt. Đoạn này lúc mà mình chạy vô thì mình chạy cái đèo anh em ạ. Lúc mà đi về á thì mình chạy đường sát ở dưới đường biển rồi nè. Anh em ơi, hiện tại em đang ở tại Đức Chánh á, mùa Đức, Quảng Ngãi anh em này. Còn tầm 2 tiếng nữa về tới Đà Nẵng rồi, 5 rưỡi rồi anh em ạ. Giờ 5 rưỡi rồi, còn tầm 2 tiếng nữa là tầm 60 cây nữa là về tới Đà Nẵng nữa. Đang ngồi làm lòng nước. Đi từ trong Bình Định ra, mưa tầm tã ướt hết trơn rồi. Dài nguyên một hố bụng nước trong này. Rồi. Giờ ra tới đây cũng đã mưa rồi, còn gió thôi, thôi nhổ neo luôn anh em ạ. Vô anh em ơi, đây là Tam Kỳ nha anh em. Cái dự định ban đầu của mình là mình có thể nghỉ lại ở đây Tam Kỳ, đây các bạn của mình dập mưa hơn những ngày rồi, giờ đùa đạp cũng ướt hết trơn, cho nên mình tắm thẳng về luôn Đà Nẵng ở đây rồi. Về tới địa bàn Đà Nẵng ra đây là bây giờ là 7:53. Vô, hello, về tới nhà rồi anh em ạ. Kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm Đà Nẵng Tây Sơn Bình Định. Ai, hỏi người luôn. Đây anh em nè, bây giờ là 7:57 rồi, 8 giờ rồi. Lúc mình rời đây mình tới trời ở Tây Sơn á, hồi đó cũng là 2:30. Xong tìm một đoạn đường khác đi xuống về Đà Nẵng nó ngắn hơn, không phải chạy xuống dưới An Nhơn, nhưng mà ngắn hơn nhưng mà chạy lâu hơn anh em ạ. Tại vì chạy trong đường nông thôn, đường khó đi lắm. Cuối cùng ai ngờ đâu ngắn hơn nhưng mà chạy lâu hơn. 3 giờ từ An Nhơn chạy về tới Đà Nẵng là 8 giờ tối luôn anh em. 5 tiếng đồng hồ. Ok, thế là kết thúc hành trình ở mình 2 ngày 1 đêm ở đây, và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nha. Bye bye.